chào quý vị và các bạn. Như chúng ta đã biết, lò vi sóng là một thiết bị không thể thiếu trong mỗi không gian bếp của từng gia đình. Và lò vi sóng thì không chỉ giúp cho chúng ta nấu nướng thức ăn và còn có nhiều công dụng khác, cụ thể như là mang đến những bữa ăn thơm ngon, nóng hổi. Và ngày hôm nay, ngay bên cạnh Ngọc Thụy sẽ là một em lò vi sóng đến từ thương hiệu Panasonic với mã sản phẩm NNSM33HMIUE. Em sản phẩm này có gì đặc biệt? Hãy cùng Ngọc Thụy tìm hiểu ngay sau đây nhé. Lò vi sóng cơ Panasonic có thiết kế khá là đơn giản với hai màu đen và ghi trang nhã. Bảng điều khiển được lắp đặt phía bên phải với nút điều chỉnh công suất và thời gian. Sản phẩm có kích thước 40, 48,5, 28,7, khá vừa vặn để đặt để ở nhiều không gian khác nhau trong căn bếp của bạn. Chiếc lò vi sóng Panasonic có dung tích lên tới 25 lít. Rất thích hợp sử dụng cho gia đình từ 4 đến 6 thành viên. Một điều đặc biệt mà Ngọc Thị rất thích trên mã sản phẩm này đó là khoang lò được làm bằng một lớp thép tráng men bền đẹp và sẽ dễ dàng cho chúng ta có thể vệ sinh sau quá trình nấu nướng. Bên cạnh đó thì sản phẩm còn được trang bị hệ thống đèn nên chúng ta có thể là dễ dàng quan sát quá trình nấu nướng như thế nào. Và đối với những người bận rộn thì chế độ hẹn giờ của lò vi sóng luôn là chế độ được các chị em nội trợ ưa thích. Đặc biệt là với mã sản phẩm này thì chúng ta còn có chế độ hẹn giờ lên tới 35 phút. Do đó trong thời gian chờ nấu nướng thì chúng ta cũng có thể là nghỉ tay hoàn thành nốt những công việc hoặc là nghe nhạc, xem phim cũng rất là tuyệt vời ạ. Vâng ạ, và nãy giờ thì Ngọc Thị cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi, nhưng mà không biết là em này có thực hiện tốt như những gì mà Ngọc Thị đã chia sẻ từ nãy đến giờ hay không? Trăm nghe không bằng một thấy, hãy cùng Ngọc Thị thử tài em này nha. Trên tay Ngọc Thị đang là một miếng thịt đông đá đang chờ để rã đông nha. Lò vi sóng Panasonic có công suất 800W, đi kèm 3 chức năng chính như nấu, hâm nóng và rã đông, giúp người nội trợ tiết kiệm thời gian cũng như nhẹ nhàng hơn khi vào bếp nhờ em này. Vâng ạ, à, vậy là chỉ sau khoảng tầm là từ 2 đến 5 phút thôi, Ngọc Thụy đã rã đông thành công miếng thịt này nha mọi người nha. Như chúng ta có thể thấy là thịt sau khi được rã đông thì vẫn giữ nguyên được cái độ tươi ngon nè và căng bóng nha. Và đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những chị em nào mà bận rộn nè và không có thời gian, hoặc là mình quên rã đông thịt từ trước đó thì cũng đều có thể là sử dụng em lò vi sóng này nha mọi người ơi. Nhắc đến chức năng của lò vi sóng thì không thể không kể đến chức năng hâm nóng rồi, nhất là trong xã hội hiện đại bận rộn thì đã có rất nhiều gia đình lựa chọn là nấu một bữa nhưng lại sử dụng được cho cả bữa trưa hoặc là bữa tối. Và ngay bên cạnh Ngọc Thị là một em pizza vừa mới bỏ ra khỏi tủ lạnh. Bây giờ thì chúng ta chỉ cần bỏ vào lò vi sóng và lựa chọn chức năng phù hợp thôi ạ. Wow, thơm quá, xin mời cả nhà nha. Chỉ với chiếc lò vi sóng này thôi, ngoài việc là rã đông hoặc là hâm nóng đồ ăn thì chúng ta còn thực hiện được nhiều chức năng khác. Thí dụ như là làm khô bò nè, rồi quay thịt, nướng thịt, làm bánh flan. Vậy nên là Ngọc Thị nghĩ rằng là quý vị hãy sở hữu em này để trở thành người nội trợ toàn năng nha. Lò vi sóng cơ 25 lít Panasonic đi kèm đĩa xoay, đĩa thủy tinh. Lò vi sóng cơ 25 lít Panasonic hiện đang được bán tại MediaMarkt với mức giá 2.350.000 đồng, tiết kiệm 32% so với mức giá niêm yết 3.470.000 đồng. Ngoài ra, khi mua sản phẩm, quý khách hàng sẽ được giảm 50%, tối đa 100.000 đồng cho người dùng lần đầu thanh toán mua trả sau qua Kedivo, giảm 5%, tối đa 1 triệu đồng cho người tham gia trả khó 0%, trả trước 0 đồng qua ứng dụng Kedivo, mua nhiều giảm nhiều, giảm thêm đến 10%, giảm thêm đến 300.000 đồng khi thanh toán qua VNPay QR, tặng bộ phiếu mua hàng trị giá đến 3 triệu. Với những ưu điểm như là nấu ăn nhanh chóng, thích hợp cho người bận rộn,
an toàn so với bếp ga và đặc biệt là không cần chế biến cầu kỳ thì chiếc lò vi sóng này xứng đáng có trong không gian bếp của nhà bạn đúng không nào? Và Ngọc Thị nghĩ rằng là ngày hôm nay quý vị đã theo dõi được video này thì hãy nhanh chóng rinh về cho mình em mã sản phẩm này nhé. Và nếu như quý vị có thêm bất cứ thắc mắc nào thì vui lòng liên hệ với chúng tôi qua website mediamarkt.vn hoặc thegioidienmay.com hoặc liên hệ qua hotline 1900 6788 để biết thêm chi tiết. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!